Gia đình chị Hờ Xuyên Y Ê có hoàn cảnh rất khó khăn, là hộ nghèo của xã, không có đất sản xuất, con còn nhỏ. Ngôi nhà cũ sập sệ, không đủ để che mưa, che nắng. Căn nhà mới trao tặng được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, với diện tích sử dụng 60m², tổng giá trị gần 80 triệu đồng. Trong đó gia đình đồng chí Huỳnh Văn Cần, cố bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk hỗ trợ 50 triệu đồng. Các đơn vị đoàn thể xã hỗ trợ ngày công lao động. Tại buổi bàn giao nhà, các mạnh thường quân đã tặng gia đình chị thêm nhiều vật dụng sinh hoạt và nhu yếu phẩm khác. Được biết, trong năm 2020, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh đã vận động xây dựng được 7 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có con bị khuyết tật, với tổng kinh phí 378 triệu đồng.